Tôi chỉ cho bác xin ạ. Đinh Thị Chanh. Rồi xin mời hai anh chị bắt đầu nhá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
số cha lô. Hôm nay phải đi đâu ngã cảnh đâu ngã quê em cô nọ hay. Ta đi ở nhân gì bằng hơ lòng mà đi người hạ thì thế là nhất chỉ cho bằng đời anh xin phép và phụ nữ thắng yêu chỉ của mẹ nó hay còn đang chỉ nữa ai nhà ơi ai nhà xin hạ thuận rồi xin khẩu phản xin phép và bố mẹ bên ngã trường cho con hát dùng con thương ngay mùi khỏe xin phép ba em mạng lòng nhà bố thầy nữ tùng cho đáng thơ xin phép bố lùng trời cho con hát rồi bày bắn với bụi bụi này xin phép chủ tịch trời chính phúc ăn cho xong chỉ đón thân hiền buồn nó xin phép cái chiều trượt lại anh đưa tin quách mẹ thiếu nữ trời vô hè cán xin phép bốn mày chờ nhai đen kiếp phần bảy bốn mẹ vô nói xin phép cái chèn chưa ra cá đen kiếp phần kiếp bế vui vô nói xin phép ở bốn chưa phương xin phép cái bàn chưa điếu thì chơi ngáp rồi cùng với ta vui ngày bàn nhau xin phép cái mặt chưa tới hoa đứng ngon thần chạy chán áp chơi cô ngày ngày xin phép em đã chờ xin thì chú nào rồi muốn nói muốn cho buồn nó người gian thơ có hàm nghĩ nhá ơi ơi nhà xong em xin phép hà rồi xin là chúng tôi đợi nhà ơi mình là chưa hát kể đưa tin ra được tặng mọi quê mình cho xương cũng có anh chẳng hôm nay ùn nói hạt kế ta tin em nghĩ mang nhật khi với ban mình nào này ùn nó ơi nhà ơi há hàm kế tơ tin đêm ngày hà có ná phải thì người chính nhớ xuống này chẳng ra nếu mà dùng kế ta tình anh chẳng cả phải kể mưa tình mưa yêu luôn nói anh đã chưa ổn kể ngỡ tình nhà tình ngỡ sướng cho buồn vì thế là ý an ổn mà ổn kể với nhà ơi
chiếu trời mang hơi chi chữ đời đêm mà khuya ra dài nhà luôn bà tin nhớ chớ khi nhà biển nó đông buồn lắm mở chuyện tứ hồng cho xem cho nằm mà tin nhớ quyết đời quyết nó chờ lâu buồn quyết trăm mà lo bày tin nhớ uốn việt đã vàng xa mà tin uốn việt lệ trang la đôi la giỏi nhà đôi chỉ là tin nhớ bé anh thì nhớ rồi mở hà tin uốn việt cả đời cũng là hình ta giờ hoa mở tin nhớ uốn đã kể rồi về nhà ơi về nhà kể mưa hiểu trong mưa là tin uốn khê mang thương chỉ mong chúng an còn đường đều bị nhiều nó mưa là tin uốn khê sóng vui đợi kể lại cài lưới mưa hiểu mùa cha yêu cả của cả đời hào hiệu yêu hết những lưới biết ta đầu nói bà yêu như mưa mà yêu hoa buồn yêu đuôi bằng mấy phải lá lên đuổi thầm mà yêu như cả yêu cùng khó hiểu em uốn mình cũng chơi cùng nói bây yêu đứng cả xa xôi giảm yêu xin gửi cũng đôi chữ băng chỉ là yêu của cả đời mưa hiểu yêu hết ta uốn những lưới yêu thương đầu nói mưa là yêu anh kể đã sao dù dài hay luôn mau nắng thương em cùng nó ơi cảm ơn nó cái tầm lòng kể đúng rồi mang xuống ra giỏi nhà ơi mưa tin mưa yêu kể xong rồi mình là chưa tiếp tục rồi ta chơi ra giỏi nhà có tin thì phải có yêu hẳn chắc đi cơm về chiều có đuổi luôn nó ơi à lời anh nhớ lẽ lời đừng ông lòng đầu rồi mê bằng rồi giỏi ai mê ngà ní anh thật ta nói ta nào nói đúng uốn má đứng lo buồn nó bố dân bố xa cho em bố này nhà này buồn đừng hỏi về ta hỏi bố.
Oh.
Hát quá đi ạ. Thần chắc hoài vừa cố ba đây là vô lại cuốn ma hôm nay uốn nó ơi. Thần chưa uốn hoài vừa hoài ba cố dân vô xa cho em vô mời ngay. Ni chưa vừa chưa ba mình chấm mê khá nha anh luôn nói bao chế nhá khó nhá leo đành sân anh chịu đình anh hôm nay luôn nói cầu đi cho chàng đưa sang cầu khang lê à đa thằng soi soi bọn có bụi ở xin này chính thức là bụi ở văn là chỉ bộ hà cung thằng lên lắng thằng có vui xin em chính thức ca là vui được ca cơ đầu nọ ơi xin là cơ má sốt cơ nôn má ở hải chiến muốn ăn cả đời hốt em giờ thì nhà ơi sao xôi cha bố mẹ đại cha cho bỏ phải bún á bê ngã chỉ má có quần này ủn nọ ơi cầu đi ơi chấm mà nhận cho chàng còn là bún cầu nửa ủn rồi hoài thăm ra giỏi nhà ơi rằng lên nhớ đi nghe đùi thằng con ơi nhà bao yêu ơi mà con năm nay ba chín xuôi con bước sang năm mới em lo na bốn mưa đầu nọ ơi nhà răng bốn chục xuôi con còn ngõ xây mười con hai giờ là giỏi buồn ơi ngó lại cho tương mà như các bạn bạn phương nó cười cho buồn nó ơi bỏ nó cũng phải ngó trong ở còn là tim mạch bao đó là nhà xương ra ở hòa bình buồn là buồn là mưa là chưa bờ chưa nhà có thường uốn bộ thật tha cho em buồn nọ ơi buồn là đi ăn dần kế xa ăn là đau bộ đúng con à phong ơi nhà xuống ra giỏi nhà ơi rằng mà câu uốn đã hỏi rồi còn là cậu đưa uốn rồi nhưng mà em đã giỏi thế là em ngồi chờ nó ơi mà muốn bố lại tuyệt vời cho em buồn nói dường hà buồn nói nhà hỏi về nhà ơi được chỉ vì buồn đã rồi mà cho ra giỏi cà bà cơ em lại hỏi kênh phải thăm bố mẹ mẹ
quật mặt đi bên ông coi giỏi ơi. Mang thương hỏi chữ uốn ơi, hỏi thà uốn nó vui ngồi mang thương rừng đầu nói. Bỏ răng thương lắm nó ơi, thà tên đã có bọc đai tháng mưa đầu nói. Có suối nọ rơi nó đi dài dài ơi, phật là xiêm ở phật bàn nghe nha ơi, phật là xiêm là phật bàn còn phải ở xin ở phật là cha, phật đề một mặt xin nọ nọ ơi. Thế là anh hỏi thiệp cô nghe, mà hùn bố lại lúc nãy cho anh buồn lo. Hỏi thăm ma cớ cụ mẹ kinh, cờ thành chữ mấy ngọn gạt nhón nó bêu nói buồn thường. Bỏ mang mũi làm mà nó ơi, cầu nền uốn mang những người sang son nồn nọ ơi, cửa cả chia sáng nọ cứ con đợi nền mẫn uốn mình con bên nhau buồn nọ ơi. Thế là cầu mà anh tiệm chưa hỏi kinh mà buồn chưa muốn.